Jordan, we're all going to better. We made it. Phố rock, chợ phố rock hôm nay nó rất là náo nhiệt mọi người. Con nhìn được bao nhiêu người xếp hàng ở ngoài kia. Oh my god. Đứng để làm gì không biết nữa. What are you doing over there? Oh, they must be in line for food. Oh yeah. Họ bán thức ăn ở ngoài kia đó. Hôm nay trời rất là đẹp. Bình thường là cái chợ này họ không có làm mấy cái trò mà hôm nay họ chỉ bán cây, kiểu bán trái cây, bán này bán kia. Nhưng mà hôm nay đặc biệt họ có một cái gì á, là giống như là cái festival vậy. Oh, mọi người không có chỗ đậu xe luôn nha. Hôm nay bình thường chợ này gần nhà mình á, cho nên mình đi khoảng Okay, here we go. Let's go. Let's get started. I'm talking about the phone. Get inside. Well, I don't know. Christmas at Horror. Huh? I said Christmas at Horror. Yeah, Christmas at Horror. Actually, it's a festival. Mm-hmm. Of horror summertime. Yeah. Để lát nữa mình ra ngoài mình quay cho mọi người xem nha. Bây giờ broccoli? Mình phải broccoli mua bông cải xanh. Yes. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy không? Đây là có cà gì đây. Cà gì cũng ngộ quá. Bây giờ mình phải đi mua bông cải xanh thôi. I like kind of this. I don't like I don't like the body. I just like the flower. Cut the stem off. Right. No, it's I don't know what's going on. Mọi người nói thử coi cái này nó có bị hư không vậy? That's like cũng a không biết nữa. Why is so dark in here? No, I'm talking about why so dark in here. I'm afraid. I don't know. I don't know how to choose it. That looks good. Grab that one. Yeah, just grab this one. I think enough for us. Yeah. You'll see, I talked to you on a Costco. They have how much? Only $1.99 for a pound. Over there they sell like $6, $7 something. 2 pounds or something. No. Okay, we... Okay, I go over there and check and let's make a little video. Rất là nhiều, chỗ này rất là nhiều, cái gì cũng có hết, pizza. Nè, đây là cái quầy rồi, mình ăn mình mua, mình mang ra ngoài, mình ngồi mình ăn. Okay, probably we go get the peach. Yeah, I just go around a little bit and we'll be back real quick. Nhìn cái này giống trứng cục dễ sợ nè. Mà điện thoại đâu đi. Ngoài đây. Đi chung là trứng cục ăn. She's a chic customer. She's very nice. I think it's good. I think it's good too. No, this is gonna have a lot. Probably not really bad. But I don't know how to choose it.
Ồ, cái này mọi người kỳ lòng sao? The bigger ones. Where? Like that big one, like that one. You think it's fine? It'll be alright by the time you feel it, you'll never see that. Ồ, cái này lỡ sao đây? Chứ bây giờ mình cũng không biết lỡ sao nữa. Cứ lỡ nó đỏ là được. Here's a good one. Ok. You say so. We have a, something... Fungus growing, yeah. Yeah. You don't want it. Oops. Okay, that one's a good one. It's a good one? That's it. Enough? Good enough. Here we go. She said outside have like a pork roasted something. Yeah. Pork roast, yeah. It's like... The long life, people get that. Yeah, it's like what they have in the restaurant. Plumped. Trái này ăn cũng ngon lắm mọi người. Hôm bữa mình ăn thử rồi. I know. I think just one piece, two piece. I don't eat much food. Like plum. I don't know. Okay. It's so soft. I don't like so soft. I don't like something so soft. I like really. Oh, the peach also soft too. Can you get me another bag? Yeah, I just one piece. Just put it together. There's a bag right there. Just put together and just tell them that we have two kind of. Oh well, are they the same price? Because if they're not the same price, they gotta charge you. Yeah, you're right. My bag. Never mind. Hey, listen, do you have a mint or a? Can I have one of your pet guys come over here and? By the pears, please, with a mop. I think we have to get out of here. Before this go round. Yeah, I'll put them over there. Whoops, they're coming from there. Mọi người thấy cái trái cà tím này mọi người. Ừ, kinh khủng, cái này gọi là... Wow, huge. Man, that was fast. Hello, how's it going? Thank you. Hi, how are you? Good. Do I look red in the face like I'm nervous? No, what? I feel like I'm just starting to sweat. What? Because I'm nervous around them. Are you nervous? I don't talk much. I don't talk to people. The delivery is crazy. Oh. He was saying something the other day. I can't remember. Ở ngoài kia nha mọi người, bây giờ là người ta đang cho là cái gì, một cái festival đó, giống như là mọi người đang đứng chờ cái live hồi nãy, là mọi người đang đứng để lấy thức ăn á, xếp hàng lấy thức ăn á. Để mình quay một chút. Okay. Wow. It's cold spell. What's in here? Đây là ăn bên ngoài, ngoài chợ nhìn mọi người. Oh, not really that old. It's over there. You need a cold brew? Look this way, honey. Out.
that way. We gotta keep up. Oh, here's the cold brew coffee. We move pretty slow if you want to bypass oh, us. It is okay. Oh. It's fine. Yeah. Hôm nay đông quá nên mình chỉ quay được cái này thôi. Vài hôm nữa nếu mà mình có thời gian mình sẽ quay cận từng món hàng cho mấy bạn coi ha, cho mọi người coi cho mình. Hôm nay đông quá mình phải ra về buôn bán, nói chung là chợ hàng ngày cho nên chỉ mua có 2 món, không có mua gì nhiều. Để coi bao nhiêu tiền nha. Đây bán thức ăn chó mèo, bán đồ trang trí, bán đầy đủ mọi thứ. Tomorrow you get yes. Well, that's news to me. Yeah, it's shrimp over there. No, we're not standing in line. No, we're not. We just come over and buy. The what? Yeah, like she said, I'm guessing they're running out of pork, so they have to bring in other stuff. Okay. They didn't plan enough. Just a little bit. Uh huh. Okay. You just have to tell people free food. Okay. She's very nice. I like both girls. Yeah. Oh my god, right now we have to walk so far. So far. Well, maybe we'll skip that bike ride. Đồng 77 sen cho ba cái thứ đó, broccoli, bông cải xanh với lại cái gì peach. Với lại peach là cái gì đó? Đào, trái đào mấy bạn, với lại trái plum, mà không biết trái plum tiếng Việt là gì nữa. Mình chụp được ngày hôm nay để quay cho mấy bạn xem. Quay cho mọi người xem. Và bây giờ mình phải đi bộ. Tiếp tục đi bộ. Bán cây. Oops. Mọi người phải lái xe về nhà thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.